Khác với sự nhộn nhịp như những năm trước, đường hoa Nguyễn Đình Thù, một trong những phố chuyên canh hoa cây cảnh lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, năm nay thưa thớt người mua. Dù đã bước vào tháng cuối năm, nhưng do ảnh hưởng của Covid-19, sức mua giảm đáng kể, khiến cho tình hình kinh doanh của các cửa tiệm tại đây khá ảm đạm. Những ngày này, phố chuyên canh hoa Nguyễn Đình Thù đã bắt đầu trưng bày các loại hoa, cây cảnh phục vụ trang trí Noel cũng như Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp đến. Theo các chủ tiệm tại đây, lượng khách đến mua chủ yếu là các công ty, đơn vị lớn đến đặt đơn hàng trang trí. Còn lượng khách lại đến mua sắm để trang trí nhà cửa thì hầu như rất ít. Chính vì vậy mà các cửa tiệm cũng khá e dè trong khâu nhập hàng. Vì dịch đó, người ta cũng hạn chế bớt lại chứ cũng không có tăng. Nói chung cũng cũng buôn bán đồ bình thường thôi, cũng chưa tăng lắm. Nhà hàng, khách sạn, đồ cá quán cà phê đều nói chung là cũng giảm, không có mua số lượng lớn. Khách cũng ít hơn mà năm kia. Năm nay dịch đồ rồi buôn bán cũng mày sợ. Các chủ tiệm cho biết, cận kề dịp lễ Giáng sinh, tùng thơm là mặt hàng được bán chạy nhất. Tùy theo kích cỡ, những chậu tùng thơm như thế này được bán với giá dao động từ 80.000 đến 200.000 đồng. Dưới tác động chung của Covid-19 đến nền kinh tế, mặt bằng giá các loại hoa, cây cảnh tại tuyến phố Nguyễn Đình Thù cũng giảm hơn so với mọi năm nhằm kích cầu người mua. Thời điểm hiện tại thì tôi thấy là người mua thì thường là sẽ mua những cái hàng hoa và hàng lá để ngoài trời là chủ yếu thôi. Chứ chưa, nói chung là chưa mua gì nhiều cả. Chỉ là mua hàng hoa treo và hàng lá ngoài trời thôi. Trước diễn biến khó lường của Covid-19, người bán và người mua tại phố chuyên canh hoa, cây cảnh Nguyễn Đình Thù cũng không quên tuân thủ chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch. Tất cả đều mong dịch bệnh được kiểm soát để tình hình kinh doanh trở về trạng thái nhộn nhịp như trước, để đường hoa Nguyễn Đình Thù lại ngập tràn sắc xuân và sức xuân chào đón năm mới Nhâm Dần 2022.